Hello. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh S Channel. Và lại là bộ ba tụi mình đây. Ngày hôm nay thì tụi mình đã order rất là nhiều đồ ăn. Món ăn hôm nay là đến từ shop ăn vặt của chị Lê Giang. Đúng rồi, đây là bếp cô Giang này, trên đồ ăn thì có ghi đúng không? Có số điện thoại ở đây hết, có thẳng hai số. Nếu mà không order được thì gọi số còn lại, không thể nào miss được. Về cái shop chị Lê Giang bắt đầu bán đồ ăn là từ cái đợt dịch đấy. Chị đó có bán trước đó rồi. Cái xong đợt dịch cái không đi show được nên chị đã đẩy mạnh thêm. Rồi lần đầu, hình như đầu tiên ấy, là chị bán nước cam thôi. Xong rồi từ từ mới là ra quá trời đồ ăn luôn. Để em thấy hình như là chị bắt tự tay bắt nước cam, xong rồi mang tới phim trường cho các nghệ sĩ cũng ủng hộ rất nhiều luôn. Đúng rồi. Ở đây thì tụi mình đã kêu là có bì cuốn, cơm cháy, này xương sáo hạt é, da heo, cháy tỏi, da cá. Nấm này hình như là cái nấm hương dinh dưỡng, xong rồi ăn kiêng ăn chay gì đó. Không ăn kiêng chứ mà ăn chay. Bì cuốn này thì sẽ có giá là 10.000 một cuốn. Được đóng gói rất là kỹ càng, kiểu vệ sinh đó. Cuốn trong bao không có sợ bị dính lại với nhau nữa nè. Em tới giờ Huy chưa bao giờ ăn bì, kể cả ăn cơm tấm. Lần đầu tiên ăn bì nữa. Đúng rồi. Gì vậy? Em cũng vậy đúng hả? Đi nó toàn lần đầu tiên mà. Lần đầu tiên ăn gà ác. Kiểu là cái bì này khác chất lượng á. Quấn cuốn khá là dày. Ở bên trong không có quá nhiều rau. Kiểu rau và bì nó vừa phải. Rớt bì từ bánh tráng, lòng từ gỏi. Xong nó rớt từ miệng tôi. Nó sẽ có hai đầu. Một cái đầu là quấn bì, một cái đầu là hở bì. Lỗi em chị Giang thôi, lỗi em. Ngờ thử ra là bì cuốn này khá là ngon, dễ ăn. Đối với một người đã từng niệm răng thì mình thấy món này rất là dễ ăn. Ngon quá. Ngon quá. Rất là tận dụng để mà có thể bia thêm nhiều món nữa, chứ không chỉ riêng cỡ bì cuốn không, ở đây cũng rất là nhiều. Đúng rồi. Xin lỗi em. Xin lỗi em 15.000. Dài. Cho uống miếng được không? Nhưng mà cái menu trên hộp này thì nó không có, nó chưa được cập nhật đầy đủ. Thì nếu mà các bạn muốn cập nhật đầy đủ hết thì các bạn phải lên Facebook nghệ sĩ Lê Giang. Cho nên sẽ có hết tất cả mọi món. Mỗi cuốn bì cuốn hiện giờ là Lê Giang đi quay không có ai làm hết mà đồ ăn bán đắt quá hết rồi. Nói lại đi bọn kia. Trời ơi, nước mắm đổ vô là tắm 7 ngày chưa hết. Tắm 7 ngày chưa hết. Phá tim nè mọi người, thường có trong một cái tim sẽ có một cái người phá tim và cái người này là cái người ăn chậm này do chịu chứ. Cái gì gọi là gì? Cái gì mà sao liền răng thì người ta gọi là gì? Không gọi gì. Ủa nước này có lắc, nước này chanh, nên cái này là cam mật ong thì chắc là phải lắc. Trời ơi, cho bạn uống cam mật ong 30.000 một chai, tụi tôi con gái, tụi tôi uống một é có 15.000. Ủa sao mình để đây thôi, đây. Không bé nhiều mà tốt chứ sao lại than. Cái quanh thì rất là tươi, đúng như cái này là cam tươi luôn á. Tôi chỉ thấy cái này thơm này, cái này rất thơm luôn á. Uống thấy rất rõ mùi vị mật ong trong cam mật ong. Cái này gọi là sớ cam. Cam. Ừ, nói chung là mấy cái đó. Tép cam. Ồ, tép cam. Người miền Tây mà không biết tép cam gì hết. Ôi, biết gì đâu trời. Nó uống cái nước cam này nó có hơi ngọt hơn cái xương sa hạt é một chút. Còn cái xương sáo này thật sự ra mình thấy là chỉ có 15.000 một chai thôi, nhưng mà kiểu là hạt é rất là nhiều, rồi xương sáo đặc luôn á mọi người, kiểu là này mọi người nhìn thấy là nó đặc luôn chứ không phải là nó lỏng, nên là mình cảm thấy khá là chất lượng. Khá chất lượng. Thơm ấy, khá là thơm. Ok. Cam thì bạn muốn, bạn nói đi. Cam nói nãy giờ ấy. Và da cá trứng muối này thì sẽ có giá là 140.000. Ủa này trứng muối hả? Da cá trứng muối. Ủa. Ê lúc đầu nhìn cứ tưởng là mắm tôm. Không phải mắm tôm mà là muối tôm. Nhìn đúng giống rồi, nhìn giống mấy cái chai đựng banh tennis. Ủa đồ ăn sớm quá. Mấy lông ngọt hay là lông bia mình khui ra tự nhiên đá qua cá tennis luôn. Ăn cái này khá tương tự với lại cái da cá của Singapore á. Cái vị á, còn da cá này thì khá tương tự luôn á. Món này không dành cho những chị em giảm cân. Miếng này hả con? Ủa ngon thật luôn á. Nó không có bị như kiểu là để lâu không thì bị hôi mùi dầu á. Vừa xem phim mà vừa ăn cái này là mập. Món này chị Lê Giang chế biến hay là kiểu là order về ở đâu về? 140 thì mình thấy hơi cao. Nếu mà 110 thì mình sẽ thấy ok. 30.000. Bây giờ mình nó khác lắm. Thôi 90.000 thì mình sẽ thấy ok đi. Thôi nhưng mà da cá cực mà ba con cá, người ta phải lóc ra lấy da, người ta phải sơ chế, người ta bỏ trứng muối
lên rồi người ta phải trộn, rồi người ta đóng cho ba cái hộp chắc chắn như thế này. Xứng đáng chưa? Ok, được. Không có chứng kiến, không có chứng kiến. Tiếp theo thì tụi mình sẽ ăn tới món cơm cháy cá cơm. Và món này có giá là 100.000. Người mùi cũng hơi thơm thơm rồi đó. Nghe tiếng nó giòn, rộp rộp. Rộp mới đúng nghĩa cơm cháy. Em có ăn cơm cháy không? Miếng này nó không có cá, để anh lấy miếng bên trong. Miếng có thử có cá không? Có. Rồi có một con là được vậy. Miếng này cũng có một con à, miếng có thể có. Miếng mày mấy con? 1, 2, 3, 4. Ăn mọi người. Miếng nó 4 con. Ấn tượng thứ hai đó là cá khèo á. Kiểu như là chế biến con cá riêng rồi á. Để lên khá là thơm. Ngon quá à. Tại vì mình chưa bao giờ ăn cơm cháy. Mẹ mình ăn nhiều. Cái gì nữa? Ủa? Ủa cái này chỉ là những trải nghiệm đầu đời của mình thôi mà. Và mình nói thiệt mà. Ý là chưa ăn cơm cháy luôn. Ừ, chưa ăn cơm. Ăn cơm cháy hay ăn cơm? Ăn cơm cá cá. Ăn chưa ăn cá cơm. Cái gì vậy mọi người? Ủa khoan, cá cơm nó khác cơm cá lắm nha. Một người chưa bao giờ ăn cơm cháy, một người chưa bao giờ ăn cá cơm. Cái gì vậy mọi người? Một quan điểm của một người mới niềng năng ăn cơm cháy thì mình thấy ăn cơm cháy cũng dễ ăn. Thậm chí là nếu mà các bạn đang niềng răng à, mới xiết răng xong thì sẽ khó ăn. Vị mặn của cơm cháy cá cơm này nó cũng vừa phải, không phải mặn quá. Đúng rồi. Vậy một khúc vậy nè. Nên là bây giờ ăn xong thì cảm thấy 100 nghìn cũng khá là xứng đáng á. Không quá đắt đâu. Đồ ăn ở đây được một cái là nó khá là chất lượng. Một món cuối cùng đó là món nấm giảm cân. Ví dụ so với ăn cơm cháy thì người ta sẽ sợ bị béo. Nhưng mà ý là nấm thì nó là thực vật. Ừ. Đó thì bởi vậy. Thì nó đơn giản đi. Mình nghĩ kiểu tại vì cái nấm này bình thường mùi nó sẽ rất là nồng. Ê khoan mà nấm thì nấm gì quên. Nấm gì? Hương, nấm hương, nấm hương. Hành mà nó có nấm hương cái nữa thì đủ quá. Nấm hương, nấm to. Nấm thì bình thường nó sẽ có mùi hôi hôi khó chịu đúng không? Hương nghĩ cái này là đã qua xử lý rồi. Sấy. Không biết là nó phải... Ủa, bộ nó sấy là nó hết mùi hả? Buồn quá mọi người, mình đang cố cung cấp thông tin. Đây nó không có mùi. Nguyên một cục nấm. Cũng to. Không có mùi hả? Sao là không có mùi hả? Không có mùi thiệt. Và tổng kết lại cái số hàng này mình quay thì thằng thích nhất món nào? Đối với em thì em thích nhất món cơm cháy. Tại vì kiểu nó vừa mặn xong rồi cơm thì giòn giòn nha, thích. Huy thì Huy thích nhất món da cá. Tại vì nó có cái vị trứng muối nó rất là hay. Kiểu làm Huy nhớ tới cái món da cá mà Huy ăn bên Sinh. Món thích thứ hai chắc là món này. Nó lạ mà nó ngon. Tôi lại cái clip tầm 10 phút trước bảo nó thích món này nhất. Huy thì Huy thích cái nấm này. Ăn cái này thì giống như là kiểu ăn cho vui miệng á. Còn với mình thì mình thích nhất chắc là bì cuốn với lại da cá này. Hai món này khá là ngon. Còn nấm thì tại vì nhiều bạn sẽ có bị cái dị ứng. Bị cái mùi nấm nó sẽ khó chịu xíu nên là chắc là mình nghĩ nhiều bạn cũng sẽ không ăn được nấm như mình đâu. Và tổng kết lại thì cái bàn này với mức giá là 506.000 bao gồm ship. Và đó là những review của tụi mình về những cái món ăn mà tụi mình ngẫu nhiên chọn đại theo kiểu như là sở thích, ai thích món gì thì đặt nó về, nên là review ngẫu nhiên. Còn các bạn thì các bạn có thể order về nếu như các bạn yêu thích cô Ly Giang. Và những bạn nào mà đã ăn rồi thì hãy nhớ là comment bên dưới cho tụi mình nha. Nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like, share và subscribe cho S channel. Bye bye.